Sư phụ khai thị nhận thức thượng đế tính trong chúng ta. Những câu hỏi khó từ ngàn xưa. Chúng ta phải bắt đầu một chỗ nào đó và cuộc sống của chúng ta đã khởi sự từ lâu lắm rồi. Đó là câu hỏi duy nhất mà chúng ta không thể trả lời cho hầu hết chúng ta, cho nhiều người trong chúng ta. Những việc khác chúng ta có đủ thông minh để hiểu. Chúng ta học hỏi từ sách vở, có thể thử trong phòng thí nghiệm, có thể dùng chất hóa học hoặc kiến thức khoa học để giải đáp, trả lời. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi duy nhất, khó nhất, đó là chúng ta từ đâu tới? Một câu hỏi khác cũng khó như vậy là chúng ta sẽ đi về đâu sau cuộc đời này? Đối với nhiều người thì rõ ràng đời sống không phải kết thúc trong quan tài. Chúng ta biết nhưng không thể chứng minh. Đối với nhiều bậc thánh nhân đầy trí huệ từ ngàn xưa thì những câu hỏi này rất giản dị. Họ biết họ từ đâu đến và họ biết họ sẽ đi về đâu. Đối với họ, câu hỏi về cái chết không có gì đáng quan tâm hay đáng kinh sợ cả. Vì như lời của các thánh nhân trong thánh kinh đã nói rằng, tôi chết mỗi ngày. Chết mỗi ngày có nghĩa là gì? Khi chúng ta hướng nội để bước vào thiên quốc, đó là lúc chúng ta chết. Chúng ta chết một thời gian ngắn rồi sống lại. Cho nên, việc tái sanh này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong đời sống thường ngày nếu chúng ta theo tiến trình của Chúa Giêsu, của những vị thánh nhân thời xưa. Khi chết một lần hoặc mỗi ngày như vậy, chúng ta biết là có đời sống khác, có thế giới khác ngoài thế giới vật chất này. Lúc đó, chúng ta tha hồ rong chơi vòng quanh vũ trụ, thám hiểm những bí ẩn trong dải ngân hà. Chúng ta biết cái chết không có gì là quan trọng, mà thật sự biết rằng mình không bao giờ chết. Chúng ta cũng biết rằng ngay cả thể xác mình cũng không có. Nghe thì thấy lạ lùng, nhưng đó là sự thật. Vì thế, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá, Ngài không sợ hãi, không khóc lóc, không năn nỉ để được sống, không bỏ chạy. Ngài cũng có thể làm như vậy, nhưng Ngài không muốn làm, không cần phải làm. Ngài hằng thuận tất cả, chiều theo thánh ý, bởi vì Ngài biết mình sắp sửa đi đâu, luôn luôn biết. Ngài biết không có điều gì gọi là chết hay đau khổ. Nỗi đau khổ thật sự là khi chúng ta không biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Vì đã biết rồi nên Chúa Giêsu không tìm kiếm sự dễ chịu về thể xác, không sợ cái chết và Ngài ra đi. Bởi vì Ngài biết rằng dầu sao đi nữa, Ngài cũng đã luôn luôn ở nơi đó rồi. Và chỉ có thể xác là bị hư thối theo cái nhìn của người phàm phu. Nhưng trong trí huệ của Chúa Giêsu, thậm chí không có cái gì gọi là nhục thể cả. Điều này rất khó chứng minh, trừ phi chúng ta theo cùng một con đường như những bậc đại sư đã qua, như Đức Phật, Chúa Giêsu, họ đã đi cùng một con đường. Vì thế họ dạy cùng một thứ, mặc dù chúng ta đặt tên là đạo Phật, đạo Cơ Đốc giáo, đặt ra quá nhiều danh hiệu, chia chân lý ra hai loại khác nhau, làm lộn xộn. Nhưng thật ra, các minh sư luôn luôn dạy cùng một thứ. Nếu chúng ta cắt bỏ sợi dây buộc và tờ giấy gói bên ngoài, bỏ phương cách khác nhau mà các minh sư sử dụng tùy theo khả năng, tài ăn nói của từng người, thì nó giống như nhau. Nhất là sau khi đã khai ngộ theo cùng một con đường, tu cùng một thứ, chúng ta sẽ biết nó giống hệt như nhau, vì cả hai đều đi cùng một lối. Giả sử tất cả chúng ta tới đây, trong hội trường này, và ngồi đây một hồi, sau đó đi ra, tất cả chúng ta lúc đó sẽ tả cùng một văn phòng đó, không có sự khác biệt. Khai ngộ là trạng thái tự nhiên của chúng ta. Khai ngộ là gì mà nhiều người đã khiến nó quá ư huyền bí, ca tụng nó rất nhiều và khuyến khích chúng ta tiến tới để nhận nó lại như vậy. Cái đó không phải là sự khai ngộ gì hết.
mà chỉ là chân lý, là đường lối phải nên như vậy. Nó là vậy đó. Nếu không biết khai ngộ, chúng ta sẽ tiếp tục đau khổ rất nhiều, cho tới khi nào nhận thức được rằng mọi thứ khác đều không quan trọng, ngoại trừ nhận biết Thượng Đế. Khi chúng ta bắt đầu muốn biết Thượng Đế, Ngài sẽ gửi người nào đó, một người bạn, một anh em đã có kinh nghiệm rồi, chỉ chúng ta biết phải làm gì. Sau khi biết phải làm gì, đó là lúc khai ngộ. Có thể chúng ta không khai ngộ nhiều ngay lập tức như Đức Phật, Chúa Giêsu, nhưng chúng ta khai ngộ đôi chút. Rồi ngày này qua ngày khác, tiếp tục tu hành, chúng ta cũng sẽ trở thành vĩ đại y như vậy. Lúc đó, chúng ta hiểu lời Chúa Giêsu: những gì ta làm, các con có thể làm hay hơn, hoặc các con cũng làm được như vậy. Và ta và cha ta là một. Chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế, hiểu rằng mình là ngôi giáo đường của Thượng Đế và chỉ có Đức Thánh Thần ngự trong chúng ta. Nếu Thượng Đế ngự trong chúng ta, vậy chúng ta là gì? Là Thượng Đế. Nếu chỉ có đây là căn nhà và Thượng Đế sống ở trong, như vậy còn ai khác trong đó? Có thể nào ta và Thượng Đế sống cùng một căn nhà? Ngài không nói rằng ta và Thượng Đế sống trong đó, mà nói rằng ta và cha ta là một. Và nếu ta và cha ta là một, thì tại sao chúng ta không biết Ngài? Nếu Đức Thánh Thần ngự trong giáo đường này, trong nhục thể này, ngôi chùa duy nhất này, và Thượng Đế là người duy nhất ngự ở trong, vậy thì ai ở trong đó? Chỉ có một người, chỉ có Thượng Đế. Trước kia, đôi khi điều này đã khiến tôi khóc. Tôi nói, nếu tôi là Thượng Đế, tại sao tôi hèn mọn như vậy? Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy? Tại sao tôi lại nhỏ bé như vậy? Tại sao tôi vô minh như vậy, đau khổ như vậy? Quê hương tôi ở đâu? Đó là lúc chúng ta bắt đầu tự hỏi làm cách nào để phục hồi sự vinh quang đó. Đó là lúc sự khai ngộ đang từ từ tiến về chúng ta, hoặc chúng ta đang bò dần đến sự khai ngộ, hoặc có thể chạy, hoặc bay, tùy theo. Có người bay, có người đi bộ, có người đi xe lửa. Vì thế, trong lúc gọi là truyền tâm ấn, có người khai ngộ nhiều hơn, có người khai ngộ ít hơn. Vì đôi khi chúng ta chọn đi nhanh hơn, chọn đi chậm hơn. Chọn bằng cách nào? Chúng ta chọn trước khi sinh ra đời, chọn trước khi con tạo bắt đầu đóng vai trò của chúng ta trong thế giới vật chất này hay bất cứ nơi nào trong vũ trụ. Chúng ta lan ra khắp mọi nơi. Chúng ta là một và rồi trở thành nhiều bao nhiêu cũng được, tùy theo ý muốn của Thượng Đế. Chúng ta chia sẻ một phần kế hoạch to lớn của tạo hóa để chơi thảm kịch muôn màu của cuộc đời. Rồi bây giờ, khi thời điểm tới, vai trò của chúng ta đã xong, không cần nữa. Hoặc chúng ta đã mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, muốn về nhà. Những người khác hay những linh hồn khác sẽ tiếp tục vai trò của chúng ta, sẽ tiếp nối. Rồi chúng ta bắt đầu về nhà. Đó là lúc khai ngộ xảy ra, rất giản dị. Chúng ta là Thượng Đế. Chúng ta chọn bị vô minh để chơi thảm kịch cuộc đời, để tạo vật có được nhiều màu sắc, sống động, được khác nhau, có nhiều loại cho vui, và cũng để biết chúng ta thật sự là ai. Trên thiên đàng chỉ có Thượng Đế, không gì khác. Vì là Thượng Đế nên chúng ta không biết Thượng Đế, cho nên phải là cái gì khác với Thượng Đế. Thành ra, chúng ta đã chọn tới đây, chọn khác với Thượng Đế để có thể nhìn, so sánh và biết rằng chúng ta là Thượng Đế. Khai ngộ là mục đích của mọi người khi đến vũ trụ vật chất này, vì muốn biết Thượng Đế. Cho nên, chúng ta đã chọn đóng vai trò vô minh này để có thể thật sự nhận ra Thượng Đế, nhận ra chính mình. Giống như nếu ở đời chỉ có đàn ông, chúng ta sẽ không biết sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, không biết mình là đàn ông
trừ khi có đàn bà. Nếu không có đêm, chúng ta sẽ không nhận ra ngày. Nếu lúc nào cũng sống trong ánh sáng mặt trời, chúng ta sẽ không biết tối là gì. Đó là câu trả lời mà tôi đã tự tìm ra. Nhưng muốn tìm thấy ý nghĩa thật sự của nó, nhận thức được ý nghĩa thật sự, mỗi người phải kiếm cách tìm ra cho chính mình. Không phải chỉ bằng cách nghe nói, lắng nghe người khác và nói rằng chúng ta biết mình là Thượng Đế, mặc dầu chúng ta tin vào Thánh Kinh, nhưng trong lúc đó chúng ta vẫn không biết mình là Thượng Đế, hay là có biết. Quý vị có biết quý vị là Thượng Đế không? Tôi đoán có người biết vì quý vị đã khai ngộ. Có người đã học những minh sư khác, thầy khác, dĩ nhiên nhận thức một phần nào rằng mình không phải chỉ là cái thân thể này, hoàn toàn không phải là nhục thể này. Đôi khi trong lúc nhập định, quý vị thấy thân thể không còn nữa. Biết rằng quý vị hiện hữu, nhưng thân thể thì không. Quý vị không thấy có thân thể nào cả. Không thấy có một dấu vết gì là thể chất. Cái được gọi là thịt, xương, thân xác, tóc hay bất cứ cái gì. Tất cả đều là ánh sáng. Tất cả là Thượng Đế. Đó là lúc chúng ta thật sự ngộ ra rằng mình là Thượng Đế, rằng chỉ có Thượng Đế ngự trong ngôi chùa này, và cuối cùng cả ngôi chùa cũng biến mất luôn. Chỉ có sự nhận thức này mới khiến cho chúng ta được hạnh phúc thật sự. Nếu không, dù đọc nhiều kinh sách bao nhiêu, dù những vị minh sư khác có bảo rằng chúng ta là Thượng Đế bao lần, chúng ta cũng không bao giờ tin, sẽ không bao giờ biết rằng mình thật sự là con cái Thượng Đế hay Thiên Quốc ở trong quý vị. Chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày, thuộc lòng kinh sách, có thể nhắc lại được từ trang đầu tới câu cuối cùng, nhưng chúng ta vẫn không biết Thượng Đế. Mỗi ngày chúng ta cầu Thượng Đế, một vị Thượng Đế mình không hề hay biết. Trả lời câu hỏi, làm thỏa mãn lời yêu cầu, đáp lại những ước nguyện của mình. Và trong lúc ấy, chúng ta lại chính là cái đó, là người mà mình đang cầu nguyện. Đôi khi chúng ta tức giận Thượng Đế vì nghĩ rằng Thượng Đế đã không phúc đáp, không thỏa mãn lời yêu cầu của mình. Nhưng chỉ khi nào biết mình là Thượng Đế, chúng ta mới thôi trách móc, thậm chí cũng không cần cầu nguyện nữa. Nghĩ gì là được cái đó, muốn gì là được thứ đó, nhưng chúng ta sẽ không muốn nữa. Lúc đó, chúng ta mới có thể nói rằng Đức Chúa là người hướng đạo của chúng ta, ta sẽ không muốn, bởi vì chúng ta đã thỏa mãn quá rồi. Dù lái xe Mercedes hay xe đạp hay đi bộ, chúng ta cũng rất sung sướng, đầy đủ quá rồi. Bên trong chúng ta giàu có tới nỗi không một điều gì có thể khiến cho mình buồn bực được nữa. Dù làm vua hay một kẻ ăn xin, chúng ta cũng sung sướng. Trong bất cứ tình trạng nào cũng sung sướng như nhau, vì chúng ta thật sự biết hạnh phúc. Lúc đó, hạnh phúc là chúng ta. Đó là cái mà sự khai ngộ sẽ mang lại. Chúng ta không nên nghe theo giả thuyết mà phải thể nghiệm, hiểu biết, nhận thức, thấy được. Nếu không, chúng ta không thể hiểu được nhiều thứ mà mình muốn hiểu. Nếu không, chúng ta sẽ cứ tiếp tục hiểu lầm nhau và chịu đau khổ rất nhiều trong quan hệ tình cảm cá nhân, trong nghề nghiệp hay trong quan hệ yêu thương đối với Thượng Đế. Chúng ta sẽ không thật sự hiểu biết, không có tình thương phi thường để có thể tha thứ kẻ thù, bởi vì lúc đó chúng ta sẽ nhận thấy rằng không có kẻ thù. Chúng ta đọc rất nhiều kinh sách như là phải tha thứ kẻ thù, thương yêu hàng xóm, nhưng không bao giờ hiểu tại sao. Cho tới khi chúng ta thật sự nhận thức được chúng ta là gì hoặc chúng ta là ai, lúc đó không cần giải thích gì nữa. Tình thương trong chúng ta tự nhiên phát ra, ánh sáng tự nhiên bao trùm chung quanh chúng ta. Chúng ta trở thành cái đó, trở thành tình thương, thành ánh sáng, thành những gì chúng ta luôn luôn muốn thành, những gì mà chúng ta luôn luôn cầu nguyện.
chúng ta trở thành như Thượng Đế vậy. Vì thế, minh sư như Chúa Giêsu, chúng ta thờ phụng vì Ngài giống như Thượng Đế. Vì thế, Đức Phật mọi người yêu chuộng vì Ngài giống như Thượng Đế. Ngài là tất cả những gì mà chúng ta tưởng tượng là Thượng Đế. Nhưng điều đó, chúng ta cũng trở thành được. Chúa Giêsu đã nói như vậy, và chúng ta phải tin Ngài. Không có lý do gì mà Ngài phải nói dối chúng ta cả. Ngài không lấy tiền bạc của ai, không xây nhà thờ. Lúc đó, ngay cả nhà ở cũng không xây. Ngài đi bộ, không có của cải gì. Không có lý do gì mà Ngài phải nói dối bất cứ một linh hồn nào trên trái đất này. Ngài nói rằng, những gì ta làm được, các ngươi cũng làm được. Tất cả các ngươi đều là con cái Thượng Đế. Ngài nói như vậy và chúng ta phải tin. Bây giờ, việc duy nhất của chúng ta là ngộ được điều Ngài đã nói, chứng minh cho chính mình. Bởi Ngài đã hứa như vậy rồi, chúng ta phải tìm cách làm sao nhận thức được những lời hứa này. Đó là ý nghĩa của sự khai ngộ. Rất giản dị. May mắn cho những ai đã tìm được chân lý. Khai ngộ đã có trong chúng ta rồi. Thiên quốc ở trong chúng ta. Thiên quốc đang ở trong tầm tay. Trong tầm tay có nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể lấy được. Nó không xa, chỉ cần biết cách. Những minh sư quá khứ đã qua đời, nhưng giáo lý của họ, dòng dõi khai ngộ của họ vẫn luôn luôn hiện hữu tại một nơi nào đó, một cách nào đó. Nó không cần phải tồn tại ở Jerusalem, không cần phải tồn tại ở Bodhgaya, Ấn Độ. Nó đi sâu vào lòng đất của sự hiện hữu như dòng sông, chảy đi khắp nơi, chia ra nhiều nhánh. Nó ẩn tàng ở một nơi nào đó, rồi một nơi khác lại bất ngờ trồi lên. Cho nên, chúng ta phải kiếm coi dòng sông đó bây giờ đang trồi lên ở chỗ nào, và đến nguồn nước cam lộ ấy. May mắn cho những ai đã biết dòng sông đó trồi lên ở đâu, sau khi ẩn sâu dưới lòng đất, hoặc chảy đến những ngõ ngách của địa cầu. Giáo lý minh sư thời xưa cũng tương tự như vậy. Nó không biến mất. Khi nào sẵn sàng, chúng ta sẽ tìm lại dòng sông đó qua một người bạn, một người quen. Đôi khi, nhờ một sự thay đổi ngộ nghĩnh, một sự ngẫu nhiên kỳ lạ, chúng ta tìm được dòng sông giáo lý ấy. Có khi rất dễ như tìm trong siêu thị, có khi khó hơn phải đi Hy Mã Lạp Sơn, có khi gặp nó trong thư viện hay trong một tiệm kẹo, không biết được. Đường lối Thượng Đế làm việc vô cùng huyền bí, nhưng luôn luôn lợi ích cho chúng ta. Không phải tất cả chúng ta đều phải đi Hy Mã Lạp Sơn hay một nơi nào vô cùng xa xôi để tìm sự khai ngộ. Thượng Đế an bài mỗi người mỗi khác tùy theo sự ước muốn, lòng thành tâm của chúng ta, tùy vào định mệnh ghi sẵn trong quyển sách của vũ trụ. Chúng ta có thể gặp một cơ hội khai ngộ ở đây hoặc ở một nơi khác. Tôi cũng may mắn gặp được dòng sông mới trồi lên. Tôi cũng đã uống nước cam lồ và nó rất ngon. Tôi biết nó ngon vì tôi đã uống thử. Cho nên, tôi trở lại nói cho quý vị biết. Tôi cũng có thể chỉ cho quý vị biết chỗ nào lấy nước và tự mình uống thử. Tình cờ tôi đã tìm thấy nó trước quý vị. Quý vị cũng có thể là người ngồi đây và nói với tôi. Nhưng Thượng Đế muốn như vậy. Ngài chọn một người đàn bà nhỏ con, di chuyển dễ dàng. Sư phụ và mọi người cười. Giật nhỏ cho đường dài. Tôi rất dễ len lỏi để tìm dòng sông cho quý vị. Cho nên đừng hỏi tại sao lại tôi. Tôi cũng không biết nữa. Người nào đó phải khám phá ra một cái gì đó bằng cách nào đó, một chỗ nào đó, vào một lúc nào đó. Mọi người không cần phải khám phá ra cùng một thứ trong cùng một lúc. Như Einstein, có được lý thuyết của ông và là người duy nhất, hoặc Newton chẳng hạn,
Một người là đủ rồi. Và ông có thể chia sẻ sự hiểu biết của mình cho toàn thế giới và cả thế giới được lợi. Cho nên, không nhất thiết là phải có hai Einstein hoặc hai Newton. Và nếu có hai mặt trời thì chắc là nhiều quá, nóng quá. Ở California, mùa hè rất nóng. Nếu có hai mặt trời thì quá dư, quá nhiều. Thành ra, một mặt trời là đủ. Cho nên, tôi đến đây từ xa tới, mang tin này đến cho quý vị. Nếu quý vị nhận, nếu muốn tìm hiểu, chúng tôi rất sẵn lòng chia sẻ với quý vị. Không tốn tiền, không thù lao, không một ràng buộc nào. Không có trước, sau và ở giữa. Nó là vậy đó, giản dị thôi. Lâu lắm rồi tôi không ra trước công chúng như vậy. Tôi có ra, nhưng chỉ trong giới đồng tu. Tôi không ra hẳn trước quần chúng như vậy, nên cũng giảm đi tài ăn nói. Tôi đoán vậy. Nhưng nó giản dị quá. Đôi khi tôi thấy không cần phải nói. Dường như quý vị cũng hiểu, ai cũng biết, vì quý vị là Thượng Đế. Tôi ngồi đây, nhìn những vị Phật Bồ Tát. Vì thế tôi vô cùng sung sướng. Không cần phải nói. Nhưng nếu quý vị có câu hỏi, có lẽ tôi có cơ hội giải thích rộng rãi hơn cho những người khác cùng hiểu. Vậy, quý vị cứ hỏi tự nhiên, hoặc có thể chia sẻ với tôi sự hiểu biết của quý vị cũng được. Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết pháp tại Mỹ Quốc vào ngày 2 tháng 6 năm 1988. Nguyên văn tiếng Anh không cắt xén. Bản tin số 94.